Hello anh chị, Vân tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida. Vân trước đây làm nail 15 năm trong ngành nail, và làm nail một thời gian đó là cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là uể oải, và hơn thế nữa là cái lưng đó, nó đau lắm, rất là nhức lưng, nhức dữ lắm. Và cái tay á, không biết có ai làm nail mà giống như Vân không, cầm giũa không nổi nữa, hai cái lóng tay nè, giả lại mấy cái mắt xương nè, nó đau nhức dữ lắm. Và nó lên tới trên cái tay của mình và lên tới cái cổ của mình luôn. Dở, như lúc dở cái tay dở không nổi nữa, cầm cái giũa mà không có cảm giác nữa. Rồi sức khỏe đó thì mỗi sáng mà thức dậy đó, mở mắt ra đó là muốn nướng tới khét luôn. Không không có muốn bước xuống giường mấy chị, nó uể oải, nó mệt mỏi, nó sao sao đâu á. Thì Vân rất là may mắn á, là Vân được một người bạn chia sẻ cho mình cái dòng sản phẩm về thai thì này, nó nhỏ xíu thôi mà nó rất là có vỏ. Vân dùng trong vòng mà 3 tuần, tự nhiên cái người của mình nó không còn, không để ý nha, không còn uể oải mệt mỏi mà cũng không còn đau nhức nữa. Mà nó ủa lạ vậy ta, thì Vân cảm thấy wow, rất là hứng thú nha. Và sức khỏe mình nó thoải mái lắm, mở mắt ra là bước xuống giường là đi tỉnh bơ, còn trước đây là bước xuống giường đi không nổi, phải lăn xuống giường, phải bò xuống giường. Thì Vân muốn làm cái video này để Vân chia sẻ cái cảm nhận của Vân với cái dòng dược thảo này, rất là lợi hại mấy anh chị, rất là lợi hại, và mình cảm nhận được trong thời gian rất là ngắn luôn, và muốn chia sẻ đến cho mọi người ai mà có những cái chứng bệnh nhức nè ha, khớp nè ha, rồi uể oải mệt mỏi nè. Cái này nó không phải thuốc, nó chỉ không phải trị nha, nhưng mà cái cây của mình èo ọt là sao, là tại vì mình thiếu phân, thiếu nước, thiếu ánh nắng mặt trời mỗi ngày, thì mình thiếu thì cái cây nó èo ọt. Thì đây là những sản phẩm mà nó chỉ là dược thảo thôi, nhưng mà nó có khá là đầy đủ chất để tưới cho cái cây của mình, cho nó tươi, cho nó khỏe hơn, và nó cho vô trong nó tác động trên 150 cái gene, cái tế bào gốc trong người của mình. Thì Vân muốn chia sẻ cho thu mấy anh nhập được chị rất và là nhiều câu chuyện của những anh chị mà dùng cái sản phẩm này và tạo ra kết quả rất là tuyệt vời. Mời mấy chị cùng Vân xem nhé. đêm nào ngủ cũng không được, nó đau, nó nhức, nó mỏi, nhưng mà khi mình uống qua thì tới giờ rất là khỏe mạnh, không vẫn ngủ được, ăn được, ngủ được, khỏe mạnh. Trước là mình có uống cũng uống khoảng chừng hai chừng lần đầu, hai tuần lễ là bắt đầu mình thấy mình khỏe rồi, khỏe hẳn luôn á, là bắt đầu mình bỏ thuốc tây luôn. Bây giờ mình vẫn còn uống một loại đó thì mà rất là khỏe mạnh, không thì chỉ uống một loại đó thôi. Nhưng cái chân sao, cái chân đó là cái cái chân chân em giờ đi rất là khỏe mạnh luôn, hồi không có trước bị đau. gì hồi trước bị gì Hôm trước em bị lây cái đầu gối em á, là cứ như là cái xương nó chạy ra vậy, nó giạt cái xương, nó bỏ, nó cầm hai miếng sắt vô bắt bốn ốc vô, mà đêm nào nó cũng hành, nó nhức đau lắm. Nhưng mà từ khi em dùng cái thuốc đó uống vô rất là đúng, đi dưỡng khỏe mạnh, không uống từ tháng tư tới giờ. Tháng tư là bây giờ là 5 tháng, 4 tháng à? 4 tháng rồi mà rất là khỏe mạnh. Mà hồi xưa mình ngồi mình lái xe đi á, mà mừng 10 phút, 15 phút rồi nó nhức, nó đau lắm. Bây giờ mình lái từ đây xuống nọt câu na sau đó nè, tỉnh bần, không có gì, rất là tốt. Bây giờ mình vẫn còn dùng, chỉ uống có một loại đó thôi. Tối nào ngủ dậy là không tự ngồi dậy được, phải từ 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 bò xuống, có nghĩa là phải nghiêng mình đi mới dậy được, chứ không có nằm mà bật dậy được. Rồi cái uống cái đó thì bây giờ là rất là tốt, là nó không có làm cho bị đau lưng, mà nó ngồi dậy là bật dậy, cái con khóc phải bật dậy bế con liền, không phải cần đến chồng gọi đánh thức dậy. Còn mọi hôm là đau lưng quá không dậy được là phải chồng ơi dậy coi con khóc, rồi bắt đầu mới từ từ ngồi dậy. Nhờ cái bệnh đau lưng nó lâu nha. Bệnh đau lưng đó là từ hồi đẻ đứa đó, là giờ đứa con 2 tuổi là đẻ xong mà bị đau lưng. Mà bây giờ là từ hồi tháng 11 đến giờ là không có bị nữa, không có bị đau lưng. Cái lưng bế con là phải gồng lưng xuống để mà bế con á, tại vì khi mà thức dậy rồi mà ôm nó lên là mà đi xuống đất là phải gồng lưng xuống, không có đứng thẳng được, nó đau. Là thấy là cái ép này nó rất là tuyệt vời luôn. Ok. Hương nhà Hương uống cái này nè, mà Hương làm nail 5 năm rồi thì tay Hương nó hết, uống được 5 tháng này rồi thì tay hôm nay nó hết hẳn hết. Nhưng mà một cái điều rất là tốt nữa là hồi trước thời gian trước Hương có bị mỡ trong máu, cái cách đây 3 tuần lễ Hương có bị bệnh đi nhập viện,
bị tim thì đi nhập viện, thì bác sĩ nó check ra thì mỡ trong máu không còn đó. Hương nghĩ, Hương tin rằng cái này là giúp cho mỡ tan mỡ trong máu. Chị uống bao nhiêu lâu rồi? Uống 5 tháng rồi. 5 tháng ha. Thì hôm nay là mỡ hoàn toàn không còn nữa. Đó, thì mình rất là tin. Rồi, nên chị thấy thế nào? Rất là tuyệt vời đúng không? Dạ, thì nếu mà ai mà có nhu cầu uể oải mệt mỏi hay là đau khớp, nhức mỏi, nhức lưng, và đặc biệt là những cái bệnh mà đau đầu kinh niên ha, mấy anh chị cũng có thể liên lạc với những người mà gửi cho mấy anh chị cái video này, để cho họ có thể giúp anh chị mua với cái giá đặc biệt của công ty. Và thứ hai này, công ty sẽ có một cái promotion cho thị trường Bắc Mỹ và Canada, nước Mỹ và nước Canada ha. Rồi vậy nhé, chào tạm biệt cả nhà, bye bye.